Mời anh Trần Tuân chứ. Anh Đinh Hoàng Long đợi em xíu. Nghe rõ chưa Dương Vi? Rõ rồi anh. Nghe rõ. Rồi, xin chào Dương Vi, chào tất cả trên diễn đàn nhé. Nghe rõ chưa Dương Vi? Nghe rõ anh. Rồi, xin chào lại cả nhà. Để nói cho ở đây có cái nick Kiên Giang và một số cái nick lúc nãy lên như này. Thôi cái trường cá độ thì để chốc nữa cho các anh chỉ cá độ. Để nói cho những cái trường hợp mà các nhà đấu tranh thương dân và cái thành phần chống cực đoan nghe này. Lúc nãy cái thằng khách mời lên ấy, nó hỏi Việt Nam phát triển lên đâu ấy. Thì nói thẳng luôn ấy, nếu mày ở trong nước thì là mày mù, thằng này bị mù, còn nếu ở nước ngoài thì thằng này không có tiền về Việt Nam, kiếm tiền về Việt Nam sẽ thấy nhá. Nếu ở nước ngoài thì mày hãy nghe cái lão biệt kích ấy, biệt kích dù gì gì Sơn đấy, Hà Thanh Sơn đấy, cái gì đấy về nhé. Những cái thành phần chống cộng cực đoan ở nước ngoài sau bao nhiêu năm về Việt Nam mà há mồm không dám, gọi là chỉ biết khen và khen và nịnh cộng sản. Đấy là một điều chúng mày phải nên nhìn lại cái vấn đề, những cái thành phần chống cộng cốt cán ở bên đó khi về Việt Nam người ta nhìn nhận một con mắt thực tế như nào. Đấy là việc đầu tiên. Việc thứ hai, ta trả lời cho mày nghe cái chuyện là ở Việt Nam đi xuất khẩu lao động khen này, mày phải nên, chúng mày cái bọn chống cộng cực đoan, cái đầu óc của chúng mày là cái đầu óc ban đầu không nhìn nhận được vấn đề của những cái nhà gọi là hoạch định của cái kinh tế Việt Nam và những nhà mà lãnh đạo Việt Nam, ta nhìn xa trông rộng cái điều này. Việt Nam chưa bao giờ nói Việt Nam là một quốc gia giàu, người dân Việt Nam rất là thuần túy ở cái lao động về cái sản xuất nông nghiệp. Thế bây giờ muốn cho đất nước đi lên phải cho người dân, những người, những du học sinh người ta có kiến thức là tên đi học ở tầng lớp cao. Còn những cái người nông dân người ta lao động bằng chân tay thì sẽ được đi, người ta sẽ tìm con đường đi xuất khẩu lao động. Mục đích chính nhé, mày phải nên nhớ, không phải người ta đi sang đấy người ta một kiếm tiền chỉ là một phần thôi. Nhưng mày biết người dân Việt Nam, khi một người nông dân Việt Nam và một người công nhân Việt Nam sang Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc một số nước khác, người ta được cái gì không? Tiền nó chỉ là một vấn đề. Cái quan trọng nhất là ta học được tiếp cận với những cái máy móc sản xuất lao động, những công cụ lao động tiên tiến. Và một điều anh quan trọng hơn nữa là người ta học được. Em sẵn sàng mời anh nhưng mà anh không có camera. Anh phải gửi yêu cầu cái ấy ở dưới, anh vẫn ok không có camera đâu. Người ta học được cái tiếng. Nhất là bây giờ mày phải nhớ, chúng mày phải nhớ bọn chống cộng cực đoan, chúng mày phải nhớ tất cả những người công nhân khi người ta sang Hàn Quốc người ta lao động hết từ 3 đến 5 năm lao động, người ta trở về Việt Nam, người ta đi vào trong các công ty sản xuất đồ điện tử của Hàn Quốc tại Việt Nam này, cái mức thu nhập của người ta rất là cao. Và người Hàn Quốc người ta cực kỳ, mấy người Nhật người ta cực kỳ trưng dụng những người công nhân đã từng sang quốc gia người ta để lao động, hợp tác lao động. Đấy là cái điều quan trọng. Và những cái thu nhập của những cái con người đấy, người ta làm phát triển cái bộ mặt nông thôn của Việt Nam phát triển rất nhiều nhờ vào những cái nguồn lao động, những cái thành quả lao động của những người công nhân như thế, chứ không phải những cái lũ chống cộng cực đoan chúng mày. 40 năm chúng mày, hơn 40 năm chúng mày sang bên Mỹ và một số những thành phần bất mãn và trốn lại ở lại Đông Âu, đã làm được gì mấy chục năm nay ngoài ba cái rẻ vàng ở cái nước sở tại, các quăng vào sọt rác nhục cho con chó. Nên nhìn, phải nhìn về vấn đề cái bọn chống cộng cực đoan nó cực kỳ thấp kém về vấn đề nhận thức và đánh giá thấp, và nó cứ hỏi tại sao người Việt Nam lại phải đi sang nước ngoài lao động. Không phải chỉ riêng Việt Nam mà còn rất nhiều những nước Đông Nam Á, bởi vì Đông Nam Á là vùng trũng, trong đó kể cả một người của Thái Lan, người ta đi lao động hợp tác rất nhiều ở các nước. Nên mình nhìn nhận thực tế nữa, cái vấn đề là cái thành quả và cái hiệu quả của những cái người công nhân người ta đi lao động hợp tác lao động ở nước ngoài, người ta về, người ta đem lại được gì về cho quê hương ngoài cái đồng lương, cái thu nhập của người ta mang về phát triển kinh tế gia đình, phát triển bộ mặt của nông thôn, thì người ta sẽ học được những cái, tiếp cận được những cái môi trường
sản xuất công nghiệp ở nước ngoài, người ta về người ta làm lại chính cho những cái người Hàn Quốc và người Nhật, người ta sang đầu tư tại Việt Nam. Đấy mới là cái vấn đề mấu chốt. Tại sao chúng mày cứ hỏi là tại sao đi làm phải đi làm thuê nước ngoài như thế? Có như thằng Tùng Lê này, hay là cái thằng Tuấn Thanh Bolero, một vài cái thằng nữa, hay kể cả bọn chúng ở cực đoan thì làm được gì cho quê hương? Ngoài cái ăn nói bậy bạ, xuyên tạc tùm lum tùm la linh tinh như cho bọn Việt Tân để kiếm vài cái đồng đô la gọi là rẻ rách như thế. Chúng mày phải nhìn lại, mở mang cái đầu óc ra. Nên tại sao người ta gọi chúng mày là chống cộng cực đoan, nó có cái lý do hết. Cả cái bọn dân chủ quậy nó đều có lý do hết. Cái nhìn nhận nó rất là ấu trĩ và yếu kém. Vậy mà suốt ngày lên like hỏi tại sao, tại sao. Mang cái tư duy gọi là thấp hèn đến lúc nào cũng cái tư tưởng vong nô đi, để gọi là về xuyên tạc Việt Nam như thế. Hay nhìn lại đi, ít nhất người công nhân người ta đi hợp tác lao động ở nước ngoài về, người ta còn có ích cho đến 5 10 năm sau khi người ta trở về quê hương nữa. Người ta vẫn trở lại cái công xưởng của những cái công ty, của những cái đất nước người ta đã từng gọi là giống như Nhật Bản và Hàn Quốc, người ta làm công nhân và thu nhập rất là ổn định. Thực ra người ta nay lên nói này không phải nói với Tùng Lê, mà sẽ nói với những nhà hoặc những nhà đấu tranh thương dân chung. Thì bây giờ Trần Tân xin nói thế này: tất cả những cái thành phần mà kêu rằng đòi quyền lợi cho người dân trong nước đều là sáo rỗng hết. Mà ngay chính từ mồm của Tùng Lê vừa nói ra đây, Em nói với Tùng Lê này, nếu nói để mà Việt Nam phụ thuộc Trung Quốc là đúng, ít nhất về cái mặt hàng nông sản, để nói cho Tùng Lê nghe. Thế tại sao những cái người nhà đấu tranh và những nhà chống cộng ở nước ngoài đấy, mồm thì nói là thương dân Việt, mà trong cái đó hàng nông sản và một số những cái hàng thủy sản lại đi kêu gào tẩy chay hàng Việt Nam là làm sao? Trong khi Trung Quốc là một quốc gia nó liền kề, bản tất cả người, số dân của người Việt Nam này chỉ bằng một cái số dân tỉnh Quảng Đông Trung Quốc thôi. Thì cái mặt hàng nông sản của Việt Nam gần như là tiêu thụ cho bên Trung Quốc là chính, trong đó có cả một số mặt hàng thực phẩm giống như là lợn. Thế thì hỏi tại sao là những cái nhà chống cộng thương dân ấy, một mặt thì kêu thương dân mà lại đi tẩy chay hàng Việt Nam? Thế sao không tác động cho nước tư bản nó mua hàng cho Việt Nam đi, mua cái hàng nông sản giúp bà con Việt Nam cho giá thành nó cao lên đi? Mồm thì kêu tẩy chay Trung Quốc, nhưng nói thẳng mày, nếu không có những cái nhà mà thu mua nông sản của Trung Quốc thì nông sản Việt Nam đổ đi đâu cho hết? Ngoài một số xuất khẩu gạo đi các nước ngoài cũng không thể bằng một phần mình xuất sang bên Trung Quốc. Đấy là một cái thực tế nhé. Nên nói cho cái nhà chống cộng thương dân nghe này, sáo rỗng vừa thôi, sống cho thực tế mà. Tùng Lê đi chứ, đừng có kêu thương dân ở đây, đừng đi kêu quyền lợi cho dân. Một mặt thì ông đi kêu thương dân, một mặt thì ông đi tẩy chay hàng Việt Nam, chê bai hàng Việt Nam. Các ông là những con người sống lá mặt lá trái, không đúng. Còn tôi nói cho các nhà đấu tranh nghe, kể cả ngay những tấm gương như Lê Minh Thể và ông Thanh Già bên Hải Dương và một số những nhà đấu tranh khác, nói thẳng các ông nghe, các ông chỉ có ngồi góc nhà gõ bàn phím thôi. Mà kể cả nghe Tùng Lê, đố Tùng Lê và thằng Tuấn Thanh Bolero dám về Việt Nam đứng ra ngã tư đường phố mà kêu gào, ngã tư đường dân nông thôn thôi, ta không nói ra đường phố làm gì cả, ngã tư nông thôn đó mà kêu gào đấu tranh đòi quyền lợi cho người dân, xem là có ăn đòn. Tại sao có lúc về Việt Nam thì mồm ngậm như ngậm tăm, có dám dám kêu la một tiếng nào đâu? Còn nói cho cái này là đấu tranh nghe này. Ví dụ như bây giờ Lê Minh Thể có đi ra ngoài đường ấy, nếu người dân nào người thuần túy, người ta biết, người ta có hỏi biết Lê Minh Thể là ai hoặc không, Thanh Già là ai, thì người ta nói một cái câu rất đơn giản rằng cái thằng phản động, cái thằng Việt Tân, chứ người ta không có khái niệm các nhà đấu tranh. Mà các nhà đấu, cái mác nhà đấu tranh là chỉ cho các nhà dân chủ quậy tự xướng với nhau và đặt cho nhau là cái nhà đấu tranh thôi, chứ còn người dân trong nước người ta không có khái niệm là các nhà đấu tranh,
mà đối với người dân trong nước người ta thì đó là một thằng phản động, một thằng Việt Tân, chấm hết. Còn đừng có lên cổ suý cho những cái chuyện bảo là bài Trung Quốc, mẹ không có Trung Quốc nữa, cái hàng nông sản của Việt Nam đổ đi đâu? Đấy là một cái thực tế, cái lợn người Việt Nam chăn nuôi bán cho ai? Nếu không có Trung Quốc nó mua, thằng Mỹ nó có sao nó mua không? Nó mua được vài con cá tra rồi nó chê ảo, chê eo, nó chê một cách rất là gây khó khăn cho nhiều cá. Trong khi đó thị trường Trung Quốc nó rất là dễ dãi, người dân bán sang vẫn có lãi, đảm bảo được cái đồng vốn thu về và có lãi để đòi tái cái sản xuất. Thế tại sao các nhà đấu tranh dân chủ lại đi bài xích cái điều đó? Mình phải nhìn cái thực tế, có thực thì mới vực được đạo. Còn các ông cứ đi sáo rỗng, các ông nó thẳng nói này, cỡ như Tùng Lê với thằng Tuấn Thanh Bolero chỉ lợi dụng cái bọn Việt Tân, các ông lừa nó, giống Châu Lộc Khải nó nói đúng đấy, các ông lừa bọn nó, các ông đấu tranh là các ông không cần cho người dân Việt Nam người ta nghe thấy, mà các ông chỉ cần cho bọn Việt Tân nó nghe thấy. Đấy tôi dám khẳng định luôn, có như Tùng Lê với thằng Tuấn Thanh Bolero, ông Thanh già với một số Lê Minh Thể cái thứ đấu tranh không cần cho người dân Việt Nam nghe. Bởi thứ nhất người dân Việt Nam người ta không nghe, thứ hai là các ông cần cho bọn Việt Tân nó nghe mới là đúng, có những cái tổ chức chống cộng cực đoan ở nước ngoài nó nghe mới là đúng. Bởi vì như thế các ông mới có tiền. Nên các ông đừng có đòi quyền lợi cho người dân Việt Nam. Người dân Việt Nam người ta biết làm thế nào để cho cuộc sống được tốt lên. 97 triệu dân Việt Nam, tại sao không có ai lên người ta kêu than khóc, mà chỉ có vài cái ông lười lao động các ông lên không khóc? Các ông phải nhìn một cái thực tế như thế này. Còn nếu như ở đâu có bóc lột, áp bức, ở đó có đấu tranh, không khiến đến cái mồm các ông. Nếu thật sự người dân Việt Nam người ta bị đấu tranh, bị áp bức, bóc lột, khắc người ta bùng lên. Còn bây giờ cuộc sống người ta đang tốt lên, bây giờ tôi nói thẳng các ông phải nhìn vào cái mặt tích cực của cái xã hội Việt Nam bây giờ. Những cái gì mà cái chính quyền người ta làm cho người dân. Bây giờ tôi chỉ nói ông Tuấn Thanh, ông Tùng Lê, ông nghe thế này. Một cái điều rất đơn giản thôi. Ngày trước ông đi 3 ngày 3 đêm ông mới đi được từ Hà Nội vào đến Sài Gòn. Thế mà bây giờ trong vòng 24 tiếng các ông đi xe hơi, các ông có mặt từ Hà Nội, các ông có mặt trong Sài Gòn. Đấy là một điều rất đơn giản thôi. Đấy về mặt giao thông. Rồi ngày xưa nếu như mỗi một lần đi có công có việc gấp và phải sử dụng đến máy bay, thì từ Thanh Hóa phải đi ra Hà Nội, các ông mới có được mua được cái vé máy bay công bay vào Sài Gòn. Mà với giá vé rất đắt đỏ, lúc đó nó tương đương với 100 đô la, lúc nào nó tương đương 100 đô la một cái vé, có thể là hơn. Nhưng bây giờ ngay Thanh Hóa các ông nó cũng đã có sân bay rồi. Gần như là các tỉnh ở phía Bắc, cứ 2-3 tỉnh người ta đều có một cái sân bay ở gần cái khu vực địa phương các ông sinh sống. Cái phương tiện đi lại các ông rất là dễ dàng và giá vé thì cực kỳ là rẻ. Nếu tính ra cái đô la bây giờ từ Hà Nội vào Sài Gòn đi cái hãng hàng không giá rẻ nó chỉ tầm khoảng 30 đô la. Nếu tôi tính bằng giá đô la, còn tiền Việt nó xem nó từ dao động từ 650.000 đến 900.000 ở cái mức giá hàng không giá rẻ. Và anh có thể đi bất cứ lúc nào anh muốn, chỉ cần thao tác trên cái điện thoại là anh có vé anh đi. Thế đấy là một cái người ta làm được cho người dân. Còn các ông phải nói cái đầu tư duy của ông nói như thế, các ông chỉ áp đặt cho một đất nước Triều Tiên bây giờ thôi. Trong đó cái tự do người dân Việt Nam, Facebook, YouTube, ngay cái Facebook này thôi, người dân Việt Nam được tự do lên đây. Ngay chính các nhà đấu tranh các ông lên đây, các ông xa xả nói hàng ngày có ai đọc với các ông đấy. Nhưng các ông thử sao Trung Quốc các ông có được dùng không? Sao Triều Tiên nó có được dùng không? Các ông nói Việt Nam không có tự do. Các ông phải nhìn được cái mặt tích cực của nó. Nên các ông gào thét cái gì nó phải đúng thì thôi, chứ đừng gào thét cái điều nó câu xuyên tạc một cách nó trắng trợn, nó không đúng. Còn các ông lên tiếng mà nó có chuyện quan tham, tham nhũng, đúng, các ông lên tiếng một những cái đấy là phải triệt để giúp cho chính quyền của Đảng Cộng sản người ta triệt tiêu cái tham nhũng đi, thì đời sống người ta, người dân người ta phát triển hơn. Cái đó là đúng, các ông lên tiếng là đúng. Nhưng đằng này các ông lên tiếng không phải vì cái đó, mà các ông lên tiếng là các ông chửi bới rủa xả rồi là lật đổ Cộng sản để cho bọn Việt Tân nó nghe thấy để nó bơm tiền cho các ông để chửi tiếp. Chứ còn những cái thiết thực chất các ông không đi vào,
Nên các ông đừng bao giờ mang ông bác cái chuyện của ông thương dân, nghe nó chối lắm. Mà nói thẳng người dân Việt Nam người ta đeo cần các ông thương, các ông thương thân các ông trước đi, lo cho cái thân các ông trước đi. Mẹ đầu like thì lên like, thì đầu like thì nói là cái vấn đề là lên đòi quyền lợi cho người dân, cuối like thì xin tiền cái bọn phản động. Tức cái ông chính nghĩa các ông ở đâu ra? Các ông chỉ thuê, các ông là những thằng chỉ thuê cho bọn Việt Tân, chỉ thuê cho các bọn chống cộng, chứ các ông không phải là những nhà vì người dân. Các ông biết được không, về Việt Nam đi, cỡ như Tùng Lê về Việt Nam đi, về mà đấu tranh. Còn ông ở bên Hà Lan, ở bên Bỉ, ông đấu tranh cho Việt Nam ai nghe? Đọc bọn tôi nghe đấy, đọc Dương Vi nghe thôi. Một cách nó rất là lố bịch từ cái điểm này. Nên các ông nhìn lại các ông nói. Chứ đừng nói các ông, đừng nói là chúng tôi bợ đít, bưng bô bợ đít để kiếm ngăn. Xin lỗi các ông, chúng tôi phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được đồng tiền nuôi cho gia đình chúng tôi, mới phát triển kinh tế của chúng tôi. Nhưng chúng tôi làm bằng mồ hôi nước mắt của chúng tôi, chứ không phải là bằng những cái lời nói của các ông đấu tranh cho chúng tôi. Việc đầu tiên chúng tôi phải kiếm việc làm đã, phát triển kinh tế gia đình chúng tôi đã. Chứ nghe các ông là chúng tôi vào tù, ngu gì? Mẹ vợ con chúng tôi để ngoài là khác nó xơi bất ngu gì? Nên tôi nói thẳng ông mấy cái ông cái nhà đấu tranh vịt Khải nó chửi chứ không là đúng. Mà các ông cũng đéo xứng đáng để nói chuyện về chuyện đất nước, những người Việt Nam trong nước chúng tôi. Mày các ông có còn, các ông có quyền lợi đéo gì ở trong cái nước này đâu. Mọi tất cả những cái quyền lợi và nghĩa vụ là chúng tôi ở trong nước là chúng tôi có trách nhiệm. Trong cái đó các ông chỉ lấy rằng cầu bơ cầu bất, mẹ nó cứ gọi là đi đi ăn vạ cái xứ người, mẹ đi đi ăn bám một xứ người. Các ông phải nhìn lại vấn đề. Còn đây, đây tôi ở đây có một số những thành phần chống cộng cực đoan, tôi cũng nói luôn để nhìn nhận lại cái xã hội của cái gọi là cái những cái gì mà cái tàn dư của chế độ Việt Nam Cộng Hòa để lại bây giờ. Các ông thì bước chân vào Sài Gòn xem nó còn lại còn gì để lại. Nói thẳng với câu chống cộng cực đoan, bây giờ các ông hãy về lại Việt Nam Sài Gòn đi. Ngày xưa các ông kêu là Hòn Ngọc Viễn Đông, là Sài Gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông, nhưng chất đúng là mà nó là xuất phát cái tên nó từ Pháp. Như tôi cứ cho là các ông là thời Mỹ đi, các ông khen Hòn Ngọc Viễn Đông, nhưng xin thưa các ông chống cực cực đoan, tất cả những cái gì tàn dư tàn tích của cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đến bây giờ nó gần như là Sài Gòn nó san phẳng hết rồi, xây lại mới gần như là 100%. Những cái gì nó không còn là những cái gì nó không còn là những cái mà có giá trị về lịch sử nữa. Giống như những cái villa, những cái biệt thự, những cái tòa nhà nó liên quan đến giá trị lịch sử đó, thì dần như cái chế độ cộng sản người ta đập bỏ hết, người ta xây mới lại toàn bộ. Bây giờ tôi dám khẳng định một Tùng Lê, bây giờ Tùng Lê mà Việt Nam tôi chỉ búc cho lên xe tôi bỏ sang đứng giữa bên kia quận 2 thôi, mà biết được đường về Sài Gòn, biết được về trung tâm quận 1 thì chết liền. Có còn lại những cái gì nữa đâu, người ta đập bỏ hết rồi. Ba những cái tàn dư của chế độ cũ người ta bỏ hết rồi. Và người dân trong nước người ta cũng không còn khái niệm về những cái gì là những cái mà của chế độ Việt Nam Cộng Hòa nữa. Bây giờ thì người ta chỉ cần biết là Việt Nam, dùng đồng tiền Việt Nam, phát triển kinh tế Việt Nam. Còn các việc của nhà nước là việc của nhà nước, còn việc người dân, cái trách nhiệm của người dân là lao động phát triển kinh tế gia đình, làm giàu cho gia đình trước đã, làm giàu cho bản thân mình trước đã. Chứ không phải là cái vấn đề người ta nhìn lại cái hoài niệm những cái gì mà gọi là cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa để lại, bây giờ nó không còn nữa thôi. Kể cả ngay một vài những cái tòa mà nhà của những cái gọi là tôi gọi là những khu cư xá ngày xưa, hay những kể cả những cái tháp nước ngày xưa mà nó nằm ở trên đường Nguyễn Văn Động ngày xưa là to nhất của chế độ thời Mỹ xây dựng, người ta đập bỏ hết rồi. Đấy là những cái mà nó còn khó đập bỏ nhất, người ta cũng đã đập bỏ rồi, chứ đừng nói đến những cái tòa nhà, những cái con đường, những cái cầu cống cũ ngày xưa, những cái xóm ổ chuột của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, bây giờ nó san phẳng hết rồi, làm gì còn những cái xóm ổ chuột như thời Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả nó là những khu phố khang trang hết rồi. Và những cái tầm cỡ như Tùng Lê này, nói thẳng luôn, 100 năm sau Tùng Lê cũng chưa bao giờ mua được cái nhà Sài Gòn mở, nói thẳng luôn.
hết cái đời thầy Tùng Lê chưa chắc bây giờ có những cái tiền mà mua, mà nói là nói mua là mua ở ngoại thành đấy nhé, chứ không phải nói cái chuyện mua nội thành, không đủ cơ, không đủ tiền. Mà Việt Kiều bây giờ và những người có tầm cỡ, có một thu nhập tương đối kha khá mà về mua nổi cái đất ở Sài Gòn, nó có nổi cái nhà ở Sài Gòn. Nên đừng bao giờ nói cái chuyện mà người dân Việt Nam ta nghèo, nó không nghèo đâu. Tiền đầy, nên với điều kiện cái đồng tiền, cái giá trị đồng tiền người ta xuất phát từ cái mồ hôi nước mắt của người ta ra, chứ nó không phải bằng cái mõm đi đấu tranh như những nhà đấu tranh dân chủ. Tôi nói được không nghe ca ve kể chuyện, không nghe con nghiện trình bày, bản thân Tùng Lê là một cái thằng ăn bám cái con ca ve. Mà bây giờ lại bảo là đi nghe cái con ca ve, mà những ca ve đi làm chính trị gì, bà mẹ nó đưa Việt Nam đi về đâu? Thôi ba cái thằng lưu manh, cái thằng Tuấn Thanh Bororo cờ bạc nặng, bản thân thì đánh bạc thua hàng bao nhiêu tiền, cắm cả nhà cửa ở Việt Nam đi, xong bắt đầu là trốn sang bên Đài Loan ở, bây giờ không có đủ tiền để mà trả nợ về Việt, trả nợ cho người thân ở trong nước, chưa nói ngân hàng, thì tiền đâu mà về? Rồi những thằng lưu manh như cái thằng gọi là Trần Duy Chiến, với những con người như thế thì họ sẽ đưa đất nước đi về đâu? Mà bỏ các ông bảo chúng tôi nghe các ông, ngay bây giờ tôi không có phép ông Tùng Lê nữa, ông là cái thằng phần trên răng dưới rác. Ông tuổi gì so bằng tôi ở trong nước mà các ông đòi đi quyền lợi chúng tôi? Nói thẳng là tiền bây giờ cũng đéo bằng của tôi được. Đây là nói thẳng luôn, ít nhất chúng tôi có một cái nhà cửa đàng hoàng, còn ông bây giờ sống giặt dạo như xứ người. Tôi hỏi ông đấu tranh cho ai? Ông đấu tranh cho ông trước thì đã. Mà đấu tranh ông đấu tranh ngay với cái tư tưởng của ông, đấu tranh ngay với cái bản thân ông đi để lấy cái sức khỏe ông đi làm kiếm đồng tiền được. Rồi ông dạy khôn người trong nước. Người trong nước bây giờ người ta đang quan tâm đến giá ô tô, giá vàng, giá nhà đất, chứ người ta không quan tâm đến chính trị. Bởi chính trị nó ổn định, có ba cái thằng nào mà lăng quăng về Việt Nam đấu tranh này nọ thì bắt bỏ giỏ hết rồi. Mấy ông cộng sản ông bắt như bắt cóc, ông bỏ trong giỏ. Tuổi gì? Có một đôi lời nhắn gửi thế, những cái thành phần gọi là chống cộng cực đoan và những cái thành phần gọi là nhà dân chủ cuội. Nên các ông đừng có nói cái chuyện đấu tranh chúng tôi nữa. Một câu rất ngắn gọn thôi, đeo cần. Cần tiền thôi, cần tiền phát triển kinh tế thôi. Nha. Rồi, bye bye Dương Vi, bye bye tất cả các anh các chị em. Cần tiền xong lên là xong. Xin chào.